Hiện nay cả nước đã tạo lập được 32,1 triệu sổ sức khỏe cho người dân, trong đó có 14,6 triệu công dân đã tích hợp sổ sức khỏe điện tử qua VNEID. Theo thông báo số 487 của Văn phòng Chính phủ, kết luận hội nghị trực tuyến triển khai mở rộng thí điểm sổ sức khỏe điện tử và cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNEID trên toàn quốc, cả nước đặt mục tiêu đến năm 2025 có 40 triệu lượt người dân sử dụng sổ sức khỏe điện tử. Sau năm 2025, mỗi người dân Việt Nam, kể cả những người chưa có thẻ bảo hiểm y tế đều sở hữu một sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID và 30% người dân khi đi khám chữa bệnh có bệnh án điện tử. Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số yêu cầu các bộ, các ngành, các địa phương tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu đúng đủ sạch sống để kết nối, chia sẻ dữ liệu với nhau và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hạ tầng phải thông suốt, quản trị và nhân lực phải thông minh, tất cả vì sự chăm lo đời sống sức khỏe tính mạng của người dân và tạo sự thuận lợi của người dân trong các giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước.